Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay Shop Khởi Nghiệp, sửa may bỏ xỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách mua xỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinghiep.com hoặc liên hệ hotline 0972209844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. 13 cách làm trắng răng cực đơn giản tại nhà. Bằng những nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp, bạn có thể dễ dàng thực hiện để có một hàm răng sáng bóng, tự tin. Răng bị xỉn màu phần lớn là do vệ sinh răng miệng không tốt, các mảng bám lưu trú trên răng khiến răng bị ố vàng. Sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều cũng là một nguyên nhân khiến răng bị xỉn màu vàng hoặc nâu đen. Ngoài ra, việc sử dụng các thực phẩm hay uống các loại đồ uống có chứa nhiều đường, hoặc uống nhiều cà phê, hút thuốc lá không chỉ làm vàng răng, mà còn dẫn đến sự đổi màu của răng dưới dạng đốm và vết bẩn. Yếu tố di truyền cũng như nhiễm quá nhiều fluor cũng khiến răng bị xỉn màu và kém sáng bóng. Dưới đây là những lời khuyên của nha sĩ và chuyên gia làm đẹp trong việc phục hồi nét sáng bóng của hàm răng, ai cũng có thể áp dụng tại nhà. Dùng baking soda thuốc muối với nước cốt chanh. Baking soda hay thuốc muối là nguyên liệu dễ dàng tìm thấy trong căn bếp nhà bạn. Thuốc muối giúp loại bỏ các vết xỉn màu trên bề mặt răng, đồng thời làm giảm nồng độ axit trong miệng. Hãy trộn thuốc muối với một ít nước cốt chanh rồi dùng bàn chải trà lên răng. Để hỗn hợp này thấm khoảng vài phút rồi súc miệng lại bằng nước sạch. Làm trắng răng bằng nước vo gạo. Sau mỗi lần vo gạo hàng ngày, bạn hãy giữ lại nước gạo để đánh răng, bởi nước vo gạo chứa vitamin PP sẽ làm tẩy sạch các chất dơ đóng quanh chân răng, làm sạch răng bị sâu, chống được chứng viêm nha chu và sát khuẩn, làm giảm mùi hôi ở miệng. Nước vo gạo còn có tác dụng rất tốt trong việc chữa các chứng bệnh liên quan đến răng miệng, cũng như là nguyên liệu cho phương pháp làm trắng răng tự nhiên tại nhà hiệu quả mà lại không hề tốn kém. Bạn có thể thực hiện phương pháp này hàng ngày. Tuy nhiên, để răng trắng theo phương pháp tự nhiên này đòi hỏi phải kiên trì thực hiện lâu dài. Vỏ chuối. Theo Bowski, chuối là một loại quả thực sự tốt cho sức khỏe của bạn, trong khi đó vỏ chuối lại thực sự rất hữu ích đối với răng. Đây là một trong những cách nhanh nhất để làm trắng răng. Tất cả những gì bạn cần làm là dùng vỏ chuối chà nhẹ nhàng lên răng trong vòng 2 phút, sau đó đánh răng lại thật sạch và súc miệng. Các vitamin D và khoáng trong vỏ chuối sẽ giúp bạn có một hàm răng trắng bóng và nụ cười rạng rỡ. Muối giúp răng trắng sáng hơn. Một nguyên liệu dễ kiếm nhất trong nhà bếp mà bạn thường hay bỏ qua đó chính là muối. Không chỉ dùng để súc miệng tạo hơi thở thơm tho, mà nó còn giúp bổ sung các khoáng chất bị mất trên răng và giúp chúng lấy lại độ trắng bóng tự nhiên. Bạn có thể sử dụng chúng thường xuyên vào mỗi buổi sáng bằng cách trộn chung kem đánh răng vài hạt muối và đánh răng như bình thường. Một cách đơn giản khác là trộn muối chung với than củi và sau đó sử dụng nó để đánh răng thường xuyên, cũng giúp cho hàm răng của bạn trắng sáng hơn. Làm trắng răng bằng dâu tây baking soda. Dâu tây giàu hàm lượng vitamin C, có thể giúp đánh tan các mảng bám trên răng tốt. Dâu tây cũng có một loại enzyme gọi là acid malic có tác dụng loại bỏ các vết bẩn trên bề mặt vững chắc. Muối đóng vai trò giúp diệt khuẩn, giúp răng sáng bóng và baking soda đóng vai trò như một chất tẩy trắng dễ dàng. Kết hợp dâu tây muối baking soda sẽ là hỗn hợp làm trắng sáng răng hiệu quả. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1/3 quả dâu tây to, muối biển, 1/2 muỗng cà phê baking soda, một bàn chải đánh răng. Cách làm: Bước 1, bạn thái lá mỏng quả dâu tây sau đó nghiền nát cho đến khi nhuyễn. Bước 2, thêm một ít muối biển và 1/2 muỗng cà phê bột baking soda. Bước 3, trộn đều hỗn hợp cho đến khi tạo thành chút bọt. Bước 4, dùng bàn chải đánh răng nhúng vào hỗn hợp và rồi chà đều lên hàm răng khoảng 2 phút. Bước 5, rửa sạch lại. Lưu ý, bạn nên thực hiện cách làm trắng răng với dâu tây này khoảng 1 tuần vào mỗi tối để có kết quả tốt nhất. Dùng hỗn hợp kem đánh răng với baking soda. Bạn có thể tạo kem đánh răng làm trắng tại nhà bằng cách trộn kem đánh răng bình thường với các nguyên liệu như thuốc muối, muối ăn và hydroperoxide. Dùng loại kem đánh răng này mỗi tuần một lần và súc miệng bằng nước ấm để có hàm răng trắng. Dùng nước súc miệng phù hợp để tránh làm vàng răng. Bạn không nên sử dụng nước súc miệng màu xanh lá cây hoặc xanh da trời vì chúng thường chứa cồn làm khô bề mặt răng, dẫn đến đổi màu răng. Tốt nhất nên dùng loại nước súc miệng không cồn, không chứa màu nhân tạo để súc miệng sau khi đánh răng. Dầu dừa, súc miệng bằng một muỗng cà phê dầu dừa vào mỗi buổi sáng sẽ giúp bạn chăm sóc vệ sinh răng miệng. Bạn cũng có thể chà sát dầu dừa lên răng của mình và để trong khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó súc miệng và chải răng như bình thường. Súc miệng sau khi ăn trái cây chua, các axit trong các loại trái cây như cam, chanh, bưởi có thể làm mòn men răng và làm răng bị ố vàng. Do đó, sau khi ăn những loại quả này, bạn nên súc miệng lại bằng nước để ngăn các axit này ảnh hưởng đến men răng. Bí quyết làm trắng răng với táo. Táo là một loại trái cây không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn có thể làm cho răng của bạn trắng hơn trông thấy. Đây sẽ là bí quyết làm trắng răng đơn giản vô cùng, vì chỉ cần một vài lát táo mỗi ngày là đã có thể loại sạch được mảng bám trên răng. Khi ăn một quả táo hãy nhai chúng kỹ để các chất axit của quả táo, cũng như các chất xơ có thời gian hoạt động trên răng của bạn, giúp loại bỏ các vết bẩn ố vàng.
Tránh các thực phẩm có màu tối, một số thực phẩm có màu tối như việt quất, tương đậu nành và sốt marinara có thể làm đổi màu răng. Vì vậy bạn nên hạn chế ăn các loại thực phẩm này để tránh làm răng bị xỉn màu. Từ bỏ cà phê, soda và những thức uống sậm màu, cà phê, soda hay những thức uống sậm màu là một trong những thủ phạm gây hại đến men răng. Cho dù bạn có sử dụng loại sản phẩm kem đánh răng được loại bỏ mảng bám hay chống làm vàng răng, chỉ cần từ bỏ những thực phẩm, đồ uống có màu này một thời gian thôi, bạn sẽ thấy rõ hàm răng của mình, trở nên sáng bóng hơn mà không phải vất vả với bất cứ bí quyết làm trắng răng nào khác. Không hút thuốc, bỏ thuốc lá không những đem lại hàm răng trắng đẹp mà còn giảm bớt ảnh hưởng xấu của khói thuốc đến tim phổi.